xa nhau đã cách xa rồi, ta đã xa cách lâu rồi. Thì thôi em nhé, dù thương yêu hay đau cũng thế thôi. Ngày xưa tình hay hờn dỗi nên người mỗi nơi xa rồi, vẫn vương tầng phút giây êm đềm cũ người ơi. Kỷ niệm hai đứa anh xin em tìm làng quê. Từ khi vào lĩnh rồi lành pha cuộc vui, ngày nào toàn câu gian dối. Tôi mãi chưa quên lời ai nói yêu tôi rồi, mà lòng người thường hay thay đổi. Đời linh còn nghĩ gì, ước mơ làm chi, một lần buồn chưa bối xóa. Quê cũ ghi bao tình tôi mến, đêm trăng rằm mộng ngày hiền hòa bên mái tranh. Năm xưa tôi nhớ nơi này qua một đêm gió mưa nhiều. Lời nào ta rót vào tim nhau trong mê biết nói sao. Ông đúng không Minh Vy? Quá nhiều những cái công dụng rất là tốt của trái thanh long, cho nên là mà đây là một trong những cái loại trái cây rất là phổ biến, rất là dễ dàng mua ở chợ siêu thị, không chỉ thành phố Hồ Chí Minh mà tất cả các vùng miền khác, và giá thành thì cũng rất là rẻ. Bên cạnh đó thì hầu như là mùa nào thì cũng có thể mua được trái thanh long này. Và bây giờ thì Minh Vy hơi lan man một chút xíu là chia sẻ thêm một chút nữa liên quan tới ẩm thực, là nếu như mà năm mà mình ăn tươi liên tục như thế thì nó cũng đúng không? Thì có cảm giác nó mập mẻ hơn xíu, nhưng mà một cái cảm giác nó cũng rất là khó tả, đó là nó phiêu lưu hơn. Và mình có thể là ghé bất kỳ nơi nào mình thích nữa. Chợ nổi Cần Thơ thì phải nói là trái cây rất là nhiều luôn. Mà giá rẻ không? Giá rẻ. Và đặc biệt nữa là mình ăn ở trên đó mình sẽ có cảm giác rất là khác luôn. Là cái thuyền thì nó cứ lắc lư và mình có cảm nhận giống như là mình ăn trái cây tại miệt vườn vậy đó, nên mình có cảm giác là nó ngon hơn. Và mà khi mà đến với chợ nổi á, thì Dương thấy rằng là thực ra là chợ nổi ngày xưa của mình thì rất là nhiều, nhưng mà